thế xong mình về mình phải học 80% nữa. Tôi chỉ giúp các anh chị được có 20 khối, mà giúp tự mình về luộc 80% thì luộc bằng cách nào? Luộc bằng cái chuyên đề này. Tự dạy mình ấy thì nó gọi là lý thuyết khai phóng. Mình khai cái tiềm năng mình ra, thằng nào cũng tưởng không vào làm thế nào được. Tôi khẳng định các bạn làm các bạn lên đây là tưởng không hề có tí động viên, là vì các bạn không khai ra được. Và tôi sẽ không vẽ lại sơ đồ. Các bạn muốn thành người thì các anh chị có nhiều cách tiếp cận lắm. Nhưng nếu tiếp cận theo yếu tố thì một là thái độ, hai là trình độ, chứ không phải có trình độ là thành công. Láo nhất cho đâu, mà thái độ mà lại ngu cũng không thành công. Chỉ làm được thủ lĩnh công đoàn. Các bạn là sếp mà nói mình chỉ sếp công đoàn, sếp lòng người thôi, 7 loại sếp. Và thứ ba là các anh chị không có quân thì thần thiên tại bộ hạ mày làm cái mã bố mày, cùng lắm là mày nuôi được con lợn. Nhưng mà muốn có thành công lớn phải có lính nó làm cho mình. Lãnh đạo là thành công trên lưng thằng khác. Vậy thì muốn có thằng khác, bạn phải có quan hệ rồi sao? Xong trong quan hệ bạn phải rất lọc lõi về con người, có đệ tử sao? Đây là bài 2. Mà muốn có đệ tử xong thì lại phải có cái thằng ở dưới cấp độ dưới đệ tử, đó là giúp người ta có năng lực thì người ta mới làm được, nó thành công thì mới có mình thành công. Đó là bài ngày hôm qua. Thế bây giờ cái mà mình muốn cho nó tiến bộ thì mình phải giúp nó, thì phương thức đặc trưng là mình bán cái mình có cho nó, thì đó là chủ đề bán hàng. Đằng này nó lại tưởng bán hàng là doanh số, doanh số thì nó lại tưởng là tiền. Không phải, doanh số là thằng mặt giặc trước mặt tôi tiến bộ, vì tôi bán được cái tôi có. Các bạn đi học, các bạn hứng cười chứ. Vậy thì cái biến ba là các bạn phải phát triển được cá nhân mình. Chứ còn một mình các bạn làm ấy, chỉ hơn cái thằng ở công ty thôi. Cho nên là cái gì à, các bạn mà thành công mà bằng cá nhân các bạn thua. Chỉ có cái phát triển mình lên làm lưu ý. Mà muốn lưu ý thì các anh chị phải xòe cái đám đông ra, tóm được đám đông. Các bạn ạ, à, còn đó là Hồ Chí Minh. Không còn cách nghĩ khác. Các anh chị mình nghĩ lớn lắm. Thế sau đó thì các anh chị có đám đông à, nhưng các anh chị phải sai được nó chứ. Mà muốn sai được nó thì một là đừng để nó ảnh hưởng, hai bắt đầu đi ảnh hưởng nó. Cái lộ trình nó rõ kinh hoàng. Vậy thì các anh chị phải đi từng viên gạch. Và viên gạch hôm nay thì tôi tiếp cận cho các anh chị lại một chữ nữa, là tóm lại cả bốn cái dãy đó, bốn yếu tố đó: thái độ, trình độ, quan hệ để túm đám đông và điều khiển đám đông thì các bạn ắt thành công. Thì bây giờ tổng kết nó lại thì thành công cuối cùng của mình là cái gì mà nói liên tục. Thứ hai là thành công khi có tất cả biến đấy rồi thì linh hồn của nó là cái lõi của nó, cái gì tạo nên thành công, ít nhất là chữ liên tục, ít nhất là chữ ưu tiên. Vì mình có lính rồi, có ảnh hưởng rồi, nhưng tập trung vào cái gì, ưu tiên cái gì, và học nữa, học mãi. Và thằng chó con Lenin nói sai nó đập cho như con chó. Các bạn ạ, Lenin chỉ có cái là không giải thích được tại sao học nữa, học mãi, bởi vì cái tính liên tục của vấn đề. Các bạn ạ, vậy thì các bạn có tắt, có thái độ, có trình độ, có lĩnh, có ảnh hưởng, bạn chịu thành công. Là tại sao thế? Bởi vì các anh chị không nhìn thấy trong bốn cái đó nó chạy, thì cái lõi nó nằm ở đâu? Thì bài hôm nay là bài lõi của thành công. Giả định rằng các bạn có tất bốn biến rồi. Còn những bài trước mày chưa có đâu con ạ. Cho nên bố mày dạy 12 bài để có trình độ. Bố mày dạy kỹ năng để mày có kỹ năng ngoài kiến thức. Xong bố mày dạy thái độ để mày có thái độ. Xong bố mới dạy 5 bài liên quan tới quan hệ cá nhân. Sau đó bố mới dạy điều khiển được cái đám đông. Nhưng bây giờ có tất đấy mà nó vẫn không thành công. Thế mới tức. Vậy cái lõi vấn đề là anh dùng cái anh có bị sai. Đó là linh hồn của bài ngày hôm nay.
Còn các bạn không hiểu, không có phần mở bài thế này, các bạn học nữa. Tất nhiên, ngân này tuổi có đi học bài thành công là gì? Đúng, tôi đặt vấn đề thành công với một cái mở ngoặc rất to. Thành công, những yếu tố loại, thì các chị lại quên cái dòng dưới. Cho nên là các bạn có tắt rồi, nhưng mà cái lõi khi bạn kết hợp nó thế nào thì nó mới ra được kết quả. Người ta đòi một sự kiên nhẫn tuyệt đối. Còn cái lũ mà phào phào với tiến sĩ thành công thế chó được, bạn kể cho tôi một thằng đấy. Xong rồi mới ức xã hội, bố mới giỏi thế này để cho thằng đất 7, để cho Bill Gates trường bằng đại học thành công. Cái gì à? Để cho anh Vũ Tô La Sen lớp 9 thành công, mình ngu lắm. Thấy chưa? Ok. Và bây giờ thì chúng ta có cái tiêu đề của bài. Các chị ạ, thành công. Để chúng ta tóm lại những cái điều mà chúng ta đã học và giả định. Các chị biết rồi, thành công gánh ngang một cái, nhưng phẩm chất lõi. Như vậy cái cây ngoài cái lõi nó có cái vỏ gì? Bạn có cả vỏ cả lõi, nhưng mà tất cả những cái các bạn học thì cuối cùng thì cái lõi nó nằm ở đâu? Không có là toi, có rồi cũng toi. Thế chứ gì? Các chị à, tại vì các bạn không bóc được cái lõi rồi. Và đây là bài có tính chất sigma nó là, đúng chưa? Thế sau đó tôi lại quay ngược lại trở đầu, thì nó là phẩm chất cần có để đớp được những cái này, thì đó là quản trị bản thân, kẻ thù lớn nhất. Và thứ hai, quản trị xong, phát triển bản thân. Hai cái để làm tiền đề cho việc thực hiện được điều này. Thì các anh chị thấy bài giảng nó chạy theo ý đồ rồi. Và tôi có ngạo mạn, tôi đố các anh chị tin này, những tập đoàn lớn nhất của đào tạo toàn dân nước ngoài dạy thôi. Tự hào lắm. Chứ các anh chị à, từ bay cho đến các tập đoàn trẻ con thì tôi không nói. Mà các anh chị biết nó là một tổ hợp các giảng viên mời thế giới về. Các anh chị không theo dõi, các anh chị biết một lớp mà không được. Mà ở đây là một mình tôi chống lại mafia, một mình tôi tiến hành, các anh chị ạ. Thì các anh chị thấy là tôi có cái thành công của tôi thì cho tôi tự hào tí. Ngoài cái việc tôi giúp các anh chị thành công, những yếu tố loại. Ok. Nó đầy ý đồ để nó túm lại những cái gì mà các anh chị đã triển khai. Thế xong mình phải học 80% nữa. Tôi chỉ giúp các anh chị được có 20 thôi. Mà giúp tự mình về luộc 80% thì luộc bằng cách nào? Luộc bằng cái chuyên đề này. Tự dạy mình. Đấy. Thì nó gọi là lý thuyết khai phóng. Mình khai cái tiềm năng mình ra. Thằng nào cũng tưởng không? Tao làm thế nào được? Tôi khẳng định các bạn làm gấp vạn lên lây thẩm dưỡng không hề có tí động viên. Là vì các bạn không khai ra được. Đấy thì đó là tự phát triển. Nhưng mà trước khi tự phát triển thì nó có môn là tự nói được thằng mình. Có não đẻ cho nó đi. Mày nhái tao chứ tao không nhái thằng này. Mày, tao nói cho mày nghĩ chứ cả lò mày, ông nội mày nói. Không bao giờ tao nghĩ. Đừng nghĩ khi kẻ khác nói. Hãy vỗ mặt cho đừng nghĩ. Các bạn mới thành công được. Đó là khả năng gây ảnh hưởng. Phải nghĩ ra cách. Nó nói em thấy em buồn quá. Nó buồn. Sau ngày mai làm sao đừng để nó nói. Thì các bạn còn não không? Các bạn đi hầu hạ nguyện vọng của lũ chó. Và buồn. Lý mới trả lời. Các bạn lấy thằng xem bạn là chuẩn. Thằng mặt hạng. Với tôi là như vậy. Mà dạy 360 độ. Lãnh đạo 360 độ. Dạy lôi mắt. Vẫn cứ để nó lãnh đạo. Ok. Mà các bạn đã làm trò lên thần dương, các bạn phải có phong cách. Các gì ạ? Dứt khoát. Vậy thì tổng hợp lại những cái mình muốn thành công. Thái độ là cái mà chấn chỉnh cái bạn kinh nhất. Trình độ nâng lên. Lính có rồi, tức là quan hệ mình cả bốn mắt trận. Lệ có. Giúp đỡ có. Bán được cái mạnh của mình có. Các gì ạ? Và nói nó nghe, tức là gây ảnh hưởng. Không thành công. Thế rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đẩy cao cái kiến thức lên một nhìn nữa. Thành công nhưng phẩm chất loại. Được chưa?
Bây giờ chúng ta bắt đầu đi từng vấn đề một, không cần tổng quan, từng kiến thức của tôi. Một, thành công. Ôi, lần này lần thứ 5 đấy không ạ? Thành công và thất bại. Trường Doanh Nhân PR.